Chào mừng các bạn, rất vui được chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Tử Vi ngày mới hôm nay. Lời đầu tiên thì thay mặt Kiến thức Tử Vi chúng tôi gửi tới các bạn những lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cảm ơn các quý anh chị và các bạn đã ủng hộ và cùng đồng hành với Kiến thức Tử Vi chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Quý anh chị và các bạn thân mến, trong ngày hôm nay thì Kiến thức Tử Vi chúng tôi sẽ chia sẻ đến các quý anh chị và các bạn một video mới nhất và nóng nhất có nội dung như sau: tử vi về nhân tướng học, về dự đoán những khả năng phát tài trở thành đại gia ở trong tương lai. Và các bạn thân mến, để muốn biết được trong tương lai thì những con giáp may mắn nào có khả năng phát tài trở thành đại gia thì sau đây xin mời các quý anh chị và các bạn hãy cùng Kiến thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về dự đoán khả năng phát tài trở thành đại gia ở trong tương lai của 12 con giáp. Với những khả năng phát tài của 12 con giáp thì ai là người có số làm đại gia? Dù ở hiện tại có vất vả ra sao thì trong tương lai ắt sẽ giàu sang và phú quý. Và các bạn thân mến, thứ nhất là xem về vận mệnh của người tuổi Tý. Với xem khả năng phát tài của 12 con giáp thì đối với người tuổi Tý là con giáp tốt số, trời sinh đã có số hưởng, cho dù tuổi trẻ thì tài vận thế nào đi chăng nữa, khi về già chắc chắn sẽ tích lũy được tài sản và từ đó sẽ trở thành được người có của ăn và của để. Với bản mệnh là người có đầu óc thông minh và nhanh nhạy, rất mưu trí, làm việc gì cũng có nguyên tắc và mục đích rõ ràng. Nhờ vậy nên dù làm trong lĩnh vực nào thì bạn cũng sẽ tìm được cơ hội để khẳng định cho bản thân mình và vươn lên nấc thang với sự thành công cao nhất. Với người làm ăn kinh doanh sẽ phát hiện ra nhiều hướng đi mới ở trong sự nghiệp và kiếm được nhiều tiền sớm hơn người khác. Cả đời thì tài vận không dứt, không phải lo lắng đến chuyện cơm áo và gạo tiền. Và các bạn thân mến, thứ hai là vận mệnh và tài lộc của người tuổi Sửu. Đa số những người tuổi Sửu đều sẽ có cơ hội bước trên bục phát biểu nhận thưởng, bởi bạn làm việc gì cũng cẩn thận, cố gắng hết mình và tất nhiên bạn sẽ được hưởng một thành quả xứng đáng cho bao công sức của mình đã bỏ ra. Ngay từ khi còn nhỏ thì bản mệnh đã thường nhận được sự quan tâm chăm sóc của người thân ở trên cả lĩnh vực vật chất lẫn tinh thần. Đến khi lớn lên thì tiền đồ sáng lạng và may mắn sẽ đến không ngừng. Hơn thế nữa thì người tuổi Sửu không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết cách quản lý về tiền bạc rất tốt. Dù giàu có cũng không tiêu xài một cách hoang phí. Và các bạn thân mến, thứ ba là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dần. Tuổi Dần là người có tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, nói một là một, nói hai là hai, nên thường nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Với các mối quan hệ xã giao tốt đẹp đã giúp cho con giáp này tiếp xúc được với nhiều cơ hội để làm giàu rất đáng mơ ước, lại thêm sự giỏi giang sẵn có. Một khi đã nắm bắt được cơ hội thì sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào. Rất đáng quý hơn là bản mệnh không chỉ có tiền bạc dồi dào mà còn luôn biết quan tâm giúp đỡ người khác ở trong xã hội. Vì vậy, bạn thường không chỉ là người giàu có về tiền bạc mà còn có danh tiếng, địa vị khó ai sánh bằng. Và các bạn thân mến, thứ tư là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mão. Với người tuổi Mão thì là con giáp không thích hợp đi xa làm ăn, bởi bạn không mấy chủ động nắm bắt các cơ hội ở trước mắt mà chỉ muốn làm tốt những việc ở hiện tại của riêng mình. Bạn luôn cảm thấy rằng việc đầu tư, kinh doanh hay khởi nghiệp là rất vất vả mà tỷ lệ thành công thì thường không cao, chi bằng hài lòng với thực tại đủ ăn đủ tiêu là rất hạnh phúc. Với bạn thì cuộc sống có nhiều điều đáng quý, rất đáng trân trọng hơn là tiền bạc, và bạn muốn dành thời gian để hưởng thụ hoặc vui vẻ bên gia đình hơn là dồn hết tâm sức cho sự nghiệp.
Và các bạn thân mến, về thứ năm là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thìn. Tuổi Thìn thường là nhận được sự yêu mến và nể trọng của mọi người xung quanh trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Nhờ vào tài năng của mình nên bạn có thể nhanh chóng nắm bắt được thời cơ thích hợp để khẳng định giá trị về bản thân mình, khiến cho lãnh đạo hoặc là đối tác hoặc là khách hàng rất tin cậy con giáp này. Với những khả năng kiếm tiền của con giáp này là rất tốt, song không phải ai cũng được tận hưởng cuộc sống giàu có của ăn, có của để. Đó là bởi những thói quen chi tiêu quá phóng tay của bản mệnh. Nên con giáp này hãy sống tiết kiệm hơn một chút thì túi tiền của bạn sẽ trở nên rủng rỉnh ngay thôi. Và các bạn thân mến, về thứ sáu là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tỵ. Về xem khả năng phát tài của 12 con giáp cho thấy rằng đối với người tuổi Tỵ thì là con giáp có trí thức, có trí tuệ, dám làm, dám chịu. Một khi đã hứa hẹn điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện, không bao giờ bán rẻ với bạn bè. Với người quen thì lợi ích ngay ở trước mắt. Còn bản mệnh làm việc gì cũng chỉ thích dựa vào sức của chính mình, không muốn ỷ lại vào người khác. Với một bản tính độc lập đã giúp cho họ có đường tài vận cực vượng. Cho dù là không có cơ hội trở thành tỷ phú ở trong một đêm, nhưng cơ hội kiếm tiền trong suốt cả cuộc đời thì không bao giờ thiếu. Với người tuổi trẻ thì chỉ cần cố gắng làm ăn thì về già sẽ không bao giờ lo thiếu về tiền tiêu. Và các bạn thân mến, về thứ bảy là về tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Ngọ. Với người tuổi Ngọ là một trong những con giáp có tính cách cởi mở và lạc quan trong cuộc sống, luôn luôn đối xử với mọi người xung quanh rất nhiệt tình. Do đó, với các mối quan hệ xã giao của con giáp này luôn phát triển rất tốt. Nhờ việc thường xuyên giúp đỡ người khác nên khi gặp phải khó khăn thì bạn cũng thường xuyên nhận lại được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Cả đời bản mệnh thường xuyên được quý nhân chỉ đường dẫn lối và giới thiệu cho các cơ hội làm ăn làm giàu không ai sánh bằng. Vì vậy, việc trở thành đại gia hoàn toàn nằm trong tầm tay của con giáp này, cốt là bạn sẵn sàng nắm bắt mà thôi. Và các bạn thân mến, về thứ 8 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Mùi. Tuổi Mùi là con giáp có tính cách ôn hòa dịu dàng, rất chú ý đến việc xây dựng các mối quan hệ xã giao với mọi người xung quanh, nên chẳng bao giờ bị đắc tội với người khác. Về bản mệnh thì thường thường dựa vào sự cố gắng nỗ lực của chính bản thân mình cùng với sự nâng đỡ của quý nhân để từng bước chinh phục mục tiêu của mình đã đặt ra. Khi bước lên đỉnh cao của cuộc đời thì Mùi sẽ có một vận mệnh vinh hoa và phú quý. Có thể là hồi trẻ sẽ phải vất vả bươn chải trong đời thường, nhưng một khi thời cơ đến thì con giáp này có thể là một trong những con giáp lội ngược dòng một cách ngoạn mục, xoay chuyển càn khôn, khiến cho mọi người luôn luôn nhìn con giáp này bằng một con mắt khác. Và các bạn thân mến, về thứ 9 đó là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Thân. Người tuổi Thân là thường hay đứng ở vị trí lãnh đạo hoặc là người khởi xướng. Chỉ cần bạn cất lời thì xung quanh ắt sẽ có nhiều người tiền hô hậu ủng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ. Nhờ vào sự thông minh, nhanh trí nên bạn cũng thường giúp mọi người xung quanh luôn giải quyết những khó khăn ở trước mắt. Và giải quyết những công việc thì rất tài giỏi là vậy, song bạn lại không có con đường tài lộc rực rỡ, có thể là hoàn toàn có khả năng kiếm ra một khoản tiền lớn đó, song với số tiền ấy lại thường chẳng ở trong túi bạn được lâu, do là các khoản chi tiêu cực kỳ tốn kém hoặc là đầu tư lại rất sai lầm. Cũng may là bản thân luôn có phúc khí nên cuộc sống vẫn ổn định, không bị rơi vào cảnh cháy túi. Và các bạn thân mến, về thứ 10 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Dậu. Với người tuổi Dậu thì người có cá tính cẩn thận, tỉ mỉ. Một khi bắt tay vào làm việc gì thì là con giáp không thích ỷ lại vào người khác,
luôn cố gắng hết sức giảm thiểu các sai sót. Nhờ là có hệ số IQ cao nên về bản mệnh luôn dễ dàng kết thân với rất nhiều người khác, có thể coi là một cao thủ trong lĩnh vực xã giao. Với trong suốt cuộc đời thì bạn không bao giờ phải lo lắng không có người giúp đỡ. Vì vậy vận quý nhân của con giáp này khá vượng, nên việc làm ăn, ăn nên làm ra đã nằm trong tầm tay con giáp này. Tuy là bản mệnh không có số làm đại gia phú quý, nhưng cuộc đời luôn dư giả, thoải mái, kiếm nhiều tiền và bị rất nhiều người ngưỡng mộ. Và các bạn thân mến, vừa 11 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Tuất. Với người tuổi Tuất thì không thích so đo với bản thân mình với người khác. Bạn chỉ tập trung vào chính mình và luôn cố gắng hết sức để không dậm chân tại chỗ. Với bản tính dám nghĩ dám làm, có chí tiến thủ đã giúp cho bạn gặt hái được những thành công tương xứng với những gì mà mình đã bỏ ra. Bạn thường làm giàu dựa trên sức của chính bản thân mình, chứ không phụ thuộc vào ai khác. Với thời còn trẻ thì chỉ cần bạn cố gắng hết sức thì đến hậu vận bạn sẽ có cơ hội phát tài dư giả hưởng thụ suốt trong cuộc đời còn lại. Và các bạn thân mến, về 12 là tử vi về vận mệnh và tài lộc của người tuổi Hợi. Người tuổi Hợi là người có tính cách hiền hòa, rộng lượng, không so đo tính toán với người ngoài. Bạn làm việc gì cũng rất nghiêm túc và có trách nhiệm, luôn luôn cố gắng hết sức mình để hoàn toàn tốt những nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy mà mọi phương diện của cuộc sống đều phát triển khá thuận lợi. Lại thêm các mối quan hệ xã giao hài hòa nên bản mệnh bắt tay vào làm việc gì cũng luôn có người giúp đỡ và dẫn đường chỉ lối, nên bạn cũng là một trong số những con giáp tốt số. Dù không phải là tài lớn thì cũng không thể nào nghèo được. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.